Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, thì y học cổ truyền ngày càng được coi trọng, đầu tư phát triển. Tuy nhiên, lợi dụng sự tín nhiệm của người dân, nhiều kẻ gian đã mạo danh các lương y online để khám chữa bệnh qua mạng, khiến người bệnh tiền mất tật mang. Chính vì vậy, việc tìm kiếm phòng khám y học cổ truyền tin cậy và chất lượng luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan những dòng quảng cáo thuốc của những kẻ tự dưng là thần y. Không ít kẻ đã mồi chài người bệnh mua thuốc, từ đó chiếm đoạt số tiền lớn lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Trước thực trạng này, nhiều người bệnh đã mất niềm tin vào hình thức khám, chữa bệnh, bốc thuốc qua mạng. Thay vào đó, họ có thói quen tìm đến những địa chỉ phòng khám y học cổ truyền uy tín. Đến thì thầy văn mạch, thầy giúp đỡ thì kê thuốc về ngủ rất ngon, ngủ rất sâu giấc. Và thầy rất nhiệt tình. Đến là thầy bắt mạch, thầy còn không lấy tiền. Đấy. Thì thầy kê thuốc cho tôi, và không những người bệnh thầy không những chữa về bệnh tiền đình mất ngủ đâu, mà thầy còn chữa về cái bệnh dạ dày rất là tốt. Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Vĩnh Khang Đường chuyên điều trị các bệnh lý u biếu, tai biến, xoang, xương khớp, dạ dày. Dựa trên nền tảng khoa học hiện đại cùng các thầy thuốc đông y có chuyên môn cao, các bài thuốc của phòng khám Vĩnh Khang Đường đều trải qua quá trình phân tách và sàng lọc kỹ lưỡng, giữ lại gần như trọn vẹn được tính sinh học đến khi thành phẩm, mang lại hiệu quả tốt và đặc trị cho từng loại bệnh. Tôi đã kê đơn cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm trên khắp cả nước, cũng như ở người nước ngoài, và đều đạt được kết quả tốt như mong đợi. Và đó cũng là niềm tự hào lớn đối với tôi. Với phương châm vì bệnh nhân tận tâm phục vụ, Vĩnh Khang Đường tự hào khi được lựa chọn là địa chỉ tin cậy, nơi khám chữa bệnh hàng đầu về y học cổ truyền trong lòng mỗi người dân Việt Nam.